lens của bạn bị mốc, màn hình bị sai màu, bạn cần dán skin mà chưa biết tìm ở đâu? Hãy đến ngay Tokyo Camera. Ở đây chúng tôi có những dịch vụ, nơi khác tính phí, chúng tôi lại free. Cần nét lens free, khử mốc lens free và cân màn hình cũng free. Ngoài ra còn dán skin máy ảnh mà mờ cực dính. Hãy đến ngay với Tokyo Camera để được chúng tôi chăm sóc như chăm em bé. Link dưới phần mô tả. Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Tokyo Camera. Hà Nội đợt này thì lúc mưa lúc nắng, chán ơi là chán. Và đợt này cũng Covid nữa, mình cũng không ra ngoài nhiều. Thôi thì hôm nay ngồi nhà làm cái series Tokyo Q&A để giải đáp thắc mắc cho anh em. Thì mình cũng đã tổng hợp được một số câu hỏi của anh em về chiếc flight này, DJI E2S. Cùng vào video nhé. Và trong video ngày hôm nay thì mình có mời đến một vị khách khá là quen thuộc với kênh, anh Phong Cảnh. Không biết anh mời mày anh đấy. Ok, thì hôm nay mình ở đây mình sẽ giải đáp một vài câu hỏi của các bạn. Những câu hỏi này thì đa phần là anh em mình tổng hợp ở trên group này, trên YouTube và cũng như là trên trang web của bọn mình nữa. Thì hỏi câu đầu tiên đi em, nói lên. Rồi, câu đầu tiên nhá. Tay cầm của DJI Mavic E2 có xài được cho E2S hay không? Thực ra thì là kể cả là tay cầm của Mini 2, E2S hay là E2 thì đều dùng chung được với nhau. Thế cái vấn đề ở đây nó không nằm vào là cái việc điều khiển của con nào mới đi được với con nào, mà cái phần chính ở đây nó phụ thuộc vào là cái phần mềm sử dụng. Bởi vì tất cả chúng ta đều sử dụng điều khiển ba thiết bị này qua một cái app là DJI Fly. Vậy nên là chúng ta có thể dùng chung điều khiển, với điều kiện là app của các bạn đã được update lên phiên bản mới nhất và hỗ trợ E2S. Thế nên là cả các bạn có dùng đây, ví dụ như tay cầm này là tay cầm của E2S này và đây là tay cầm của E2 này, chúng ta có thể nhận ra bằng một việc ở đây là chỉ có tripod và đây là chữ cine. Chúng ta sẽ chỉ nhận ra hai điều khiển này như vậy thôi, còn lại thì chúng ta dùng như nhau, công năng như nhau, không khác gì biệt gì cả. Đó, đây một câu trả lời rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần update phần mềm lên là dùng được. Còn việc tải phần mềm như thế nào ấy, mình sẽ để ở trên góc bên trái này nhá, anh em có thể tham khảo thêm. Yeah. Tiếp đến câu hỏi thứ hai, tính năng tracking có hoạt động trong lúc kẹt xe hay là xe đông không? Lúc tắt đường thì tốt nhất đừng có dùng. Nói thật, công tác đường đừng có ông nào luôn fly ra một nghịch. Thực ra thì về nguyên tắc, về cơ bản, về tracking thì nó cũng sẽ bắt được. Tuy nhiên thì trong một vài trường hợp, ví dụ như là cái xe của bạn mà lại giống với cái xe đi bên cạnh, ví dụ cùng một hãng chẳng hạn thôi, cùng màu cũng giống chẳng hạn, thì cái việc mà nó nhầm lẫn là cái chuyện đương nhiên. Đấy, đến mình còn nhầm. Đến mình còn nhầm chứ đừng nói gì đến thiết bị máy móc cả. Vậy nên là thực ra thì chả ai dùng bay fly cam và bay dùng tracking trong những lúc tắc đường cả. Bởi vì các ông đứng im mà, không có di chuyển đâu. Đúng chính xác bạn ạ. Rồi, tiếp đến câu hỏi thứ 3. Cánh của Mavic E2 có lắp được sang E2S và sử dụng tốt không? Mình sẽ thử luôn để xem là nó có lắp được không. Thì trước hết để mà biết được là nó có dùng được không ấy, thì chúng ta sẽ phải thử tháo hết cánh ra đã. Thì ở đây mình đang có một bộ của E2S này. Bây giờ mình sẽ tháo cái cánh ra. Đây, cánh trên bên này. Ok. Như các bạn nhìn thấy, về size cánh thì gần như là giống nhau, chúng ta không có gì khác biệt cả. Chúng ta còn cục chung một mã luôn. Đây, ví dụ ở trên cánh là chúng ta có ghi ở đây là 7238F 2.CW. Nói chung là giống hệt nhau về cái kích thước cánh, về kiểu cánh, không khác gì cả. Và cánh ngàm thì nó cũng giống nhau. Bây giờ nhá, mình sẽ đổi. Đây là cánh của E2 này, cắm vào đây. Hình như nó chỉ khác mỗi màu thôi anh em ạ. Cái việc mà lắp được ấy thì có nghĩa là nó dùng được, nó không ảnh hưởng gì cả, bởi vì cái phần này hai cánh này đều là mã giống nhau, chúng ta chỉ có khác là hai cái vành màu ấy thôi. Như vậy là câu hỏi này khá đơn giản đó. Hỏi câu nào khó hơn đi em. Ok, câu này khó hơn này. Thật ra thì nó cũng không khó lắm anh em ạ. Câu này đọc hơi buồn cười. Cái filter của Mavic E2 có lắp được cho E2S được không? Tôi không biết là thằng MC nó hỏi câu này thật hay là các bạn hỏi. Nhưng mà các bạn nhìn như thế này là các bạn biết là có dùng chung nó hay không. Một con sử dụng cảm biến lên tới là 1 inch, một con chỉ có là 1/2.0 inch. Nó bé có gần gấp đôi so với cái cảm biến này. Nhà thì có lắp được không em? Anh em nhìn là anh em biết là không lắp được đúng không? Chúng ta thì không thể lắp được. Tuy nhiên thì những cái filter của bên thứ ba mà dành cho những cái thiết bị này thì có thể lắp được. Đó, tuy nhiên thì E2 mà lắp filter lên E2S ấy thì các bạn phải lấy băng dính các bạn dán vào thì máy ra mới lên được, chứ còn không thì chúng ta sẽ không dùng được đâu. Không biết ông nào hỏi câu này nhưng tôi nghĩ là thằng MC nó hỏi. Các bạn nào có hai camera thì có thể thử nhá. Tiếp đến là câu hỏi thứ 5.
chúng ta có thể sử dụng thẻ SD nào trong máy bay không người lái? Tôi có đặt chiếc Samsung Evo 10 vào và nó hiện lên một dòng chữ đó là low card. Cái này thì chắc là lỗi tốc độ thẻ nhớ bị chậm. Low card là chắc là tốc độ thẻ nhớ chậm thôi. Thì thực ra thì với bất cứ một thẻ nhớ nào miễn là micro SD thì chúng ta đều có thể lắp và sử dụng được. Tuy nhiên thì cái việc mà nó thông báo cái chữ slow card các thứ ấy, nó cũng không ảnh hưởng gì quá là nhiều cả, bởi vì nó chỉ ảnh hưởng khi là cái tốc độ ghi của các bạn vào cái thẻ nó sẽ chậm hơn so với những cái thẻ nhanh. Hay là các bạn copy file ra thì nó lâu hơn thôi, bởi vì chúng ta có thể quay lên tới là 4 ra các thứ ấy, thì nó khá là nặng. Vậy nên là để mà tốt nhất ấy, thì các bạn nên sử dụng những cái thẻ có tốc độ cao, càng cao càng tốt. Nói chung là không cần biết là mặc định là bao nhiêu, nhưng mà cứ cao là được. Thế nên là đừng có dưới 95 mb trên giây là được. Chúng ta cứ tải những cái thẻ nào mà kiểu như là Extreme Pro hay là những cái dòng cao cấp của SanDisk hay là của Lesa, thì các bạn cứ mua mà sử dụng thôi. Còn không cần quan tâm là tốc độ càng như thế nào đâu. Chúng ta cứ bỏ ra khoảng tầm 500-600 nghìn cái thẻ nhớ thì chắc chắn là nó nhanh rồi. Còn những cái thẻ mà 100-200 thì mình cũng không chắc. Đó. Đấy, và anh em cứ ủng hộ kênh nhiều vào nhá. Biết đâu một ngày nào đấy mình lại giveaway quả thẻ quên quảng cáo tí là anh em nếu như cứ mua flycam hay bất cứ thiết bị gì của Tokyo ấy, thì sẽ đều được tặng kèm thẻ nhớ mà toàn thẻ nhanh thôi. Thế nên là mua đi. Link của sản phẩm mình để bên dưới nhá. Tiếp đến là câu hỏi thứ 6, cảm biến có hoạt động tốt trong môi trường thiếu sáng hay không? Đây, ý các bạn ấy là hỏi cái cảm biến này. Cảm biến của E2S à? Cảm biến của E2S. Thực ra thì đa phần trong tất cả các trường hợp mình bay ban đêm thì cảm biến nó đều hoạt động. Mà tất cả cảm biến nó đều hoạt động. Thực ra thì cái cảm biến này ấy, nó không phải là cảm biến màu, nó là cảm biến khoảng cách. Và cái cảm biến khoảng cách này thì có thể hoạt động ở trong bất cứ cái trường hợp điều kiện ánh sáng như thế nào. Thừa sáng cũng hoạt động được mà thiếu sáng thì nó cũng hoạt động được, bởi vì là gần như là cái kiểu cảm biến này nó là cái cảm biến kiểu màu, chỉ có hai màu thôi, là cảm biến đen trắng. Vậy nên cái việc mà đen và trắng thì tất nhiên rồi, nó không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những cái yếu tố ánh sáng bên cạnh. Các bạn có bay vào cái buổi tối quá thì chúng ta có những cái đèn chớp ở phía trước, chúng nó sẽ phát sáng ra, và chính những cái đèn phía ở đầu này, chính những cái đèn đầu và cái đèn đuôi này, và ở dưới này chúng ta có một cái đèn landing nữa. Đây sẽ chính là những cái những cái mà giúp cho chiếc Fly này có thể hoạt động ở trong môi trường không có bất cứ một ánh sáng phụ trợ nào, kể cả như đèn đường chúng ta không có hay là chờ đến tối om chẳng hạn. Thế nên là các bạn cứ yên tâm rằng là kể cả sử dụng trong môi trường thiếu sáng thì những cái cảm biến này đều có thể hoạt động. Tuy nhiên thì nó sẽ kém nhạy hơn là so với việc các bạn là bay ở trong những cái môi trường đầy đủ sáng. Vậy thì nhưng có một điều nữa mình muốn nhắc các bạn là cảm biến thì cảm biến, xịn đến đâu thì xịn, nó cũng chỉ là tính năng phụ trợ mà thôi. Tất cả phải là con người chúng ta phải xử lý và chúng ta phải điều khiển nó thì nó mới chuẩn được, chứ còn cái này thì chúng ta chỉ tránh những cái trường hợp xấu xảy ra mà thôi. Đó. Đấy, mình cũng khuyên anh em là đừng có bay trong môi trường tối quá nhé, mắt mình còn chả nhìn thấy, nói gì đến cảm biến. Chúng ta chỉ hoạt động trong buổi tối những cái lúc cần thiết thôi, chứ còn những cái lúc mà không cần thiết thì tôi sẽ đừng sử dụng nhé. Và thêm một điều nữa lưu ý cho anh em nhé, cái cảm biến ấy nó chỉ hoạt động ở hai chế độ là Cine và Normal, không hoạt động ở chế độ Sport. Khi mà anh em bật lên chế độ Sport ấy thì tất cả các cảm biến nó đều dừng hết. Anh em lưu ý nhé. Nó sẽ đều tắt đi bởi vì lúc ấy thì nó sẽ đẩy flycam lên một tốc độ cao. Nếu như anh em nào thích chơi cảm giác mạnh thì có thể tắt nó đi. Tuy nhiên mình khuyên thì những anh em nào mới thì tốt nhất là đừng. Hoặc là các bạn có thể mua Mini 2, chúng ta không có cảm biến đâu cả. Các bạn có thể bay được, tuy nhiên thì con này rơi cũng không tiếc. Có cũng như không. Chứ còn những cái loại mà cỡ kiểu E2S hay là E2 này đổ lên thì các bạn tốt nhất là mình khuyên là nên cứ bật cảm biến để mà bay. Tại vì những trong lúc các bạn bay ở trong những cái khu vực xa hoặc những khuất tầm mắt, chúng ta không thể nào điều khiển được, không thể nào nhìn được cảm hết xung quanh, thì những cái cảm biến nó sẽ hỗ trợ chúng ta. Tuy nhiên thì mình đã khuyên các bạn trong một cái video rồi, đó là luôn luôn giữ flycam ở trong cái tầm mắt của mình và luôn luôn phải để ý xung quanh cái khu vực các bạn bay ấy, nó có vật thể gì chắn hay không. Nếu như có thì các bạn phải hạ cánh hoặc là chuyển hướng ngay. Còn tốt nhất là đừng có dại mà cứ nhìn màn hình mà lái, nhiều khi là rơi mình ăn phát rồi, mình nhớ lắm. Và câu hỏi cuối cùng là có nên sử dụng cái chế độ mà home landing không? Đúng ra thì nó là return to home, thì đây là một tính năng gọi là có mặt ở trên rất nhiều các thiết bị của DJI liên quan đến flycam, hay là kể cả những cái robot thì nó đều có cái return to home. Thì cái tính năng này hoạt động dựa trên cái GPS được sử dụng trên những cái body này. Nó sẽ đọc cái vị trí GPS đầu tiên của chúng ta đứng ở đâu, và sau đấy khi mà các bạn bay và đến một thời lượng pin, ví dụ hết pin chẳng hạn, thì nó sẽ tính toán là thời lượng bay từ cái chỗ các bạn đứng đến chỗ vị trí của flycam là bao nhiêu, nó sẽ tính toán trên thời lượng pin đấy và nó sẽ quay về. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại mình dùng fly rất nhiều rồi nhưng chưa bao giờ dùng return to home cả. Chưa bao giờ mình sử dụng cả. Mình khuyên các bạn là dù gì có là tốt, tuy nhiên thì nó sẽ chỉ giúp chúng ta là thông báo, ví dụ như mà các bạn sẽ chỉ bay được bao lâu, bay được bao xa vậy thôi. Còn nếu như chúng ta đã có cảnh báo là gần hết pin thì các bạn phải chủ động lái nó về, đừng cố, bởi vì cố quá thì
quá cổ. Thế thôi. Rồi, hết rồi. Hết rồi thôi. Rồi, nếu như anh em thích video này thì nhớ để lại một like, comment ở phía bên dưới nhé. Xem là anh em có thích cái series Q&A này không. Và nhớ có câu hỏi nào thì comment ở phía bên dưới, mình sẽ giải đáp cho anh em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Hình như là đang thiếu cáp.